chào quý khán giả. Nhân ngày đầu năm thì ban biên tập chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý khán giả gần xa một năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý khán giả, từ xa xưa thì người ta đã có cái quan điểm là xuân về, không rượu thì cũng chẳng có xuân. Dù ít dù nhiều thì bên cạnh những cái mâm cỗ Tết cũng phải có tí tí rượu nồng nồng cho Tết vui vui. Nhưng gần đây thì người ta lại nhắc đến một cái cụm từ nữa, đó là văn hóa rượu bia ngày Tết. Xem ra vui xuân có cách mấy thì việc uống rượu bia cũng cần phải nghĩ đến việc giữ được cái nét văn hóa của mình. Kính thưa quý khán giả, trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay thì chúng tôi muốn mách nhỏ cùng quý vị cách để có thể cân bằng được lượng rượu bia, và đặc biệt là trong những ngày Tết, và cách để có thể giải rượu bia một cách hiệu quả nhất. Đúng là khi Tết đến, trong niềm vui chung của mọi nhà, bè bạn gặp nhau chén rượu làm quà để ngồi lại với nhau nhớ về những chuyện năm qua hay những kỷ niệm ngọt ngào là điều không thể thiếu. Đối với các doanh nghiệp, các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chén rượu được nâng lên để chúc mừng một năm làm ăn hiệu quả hay chúc nhau một năm mới sản xuất, kinh doanh bằng năm, bằng 10 năm cũ. Ở các khu dân cư, chén rượu ngày Tết là dịp bà con láng giềng quay quần nhau lại để hiểu nhau hơn, thân thiện hơn, đoàn kết hơn trong năm mới. Trong gia đình, chén rượu cuối năm gặp mặt anh em, họ hàng, gia tộc hay xu gia để chia sẻ những niềm vui năm cũ, chúc nhau năm mới thịnh vượng an khang. Còn bạn bè sau những năm tháng tha hương cầu thực, được dịp ngày Tết gặp nhau để vui ngày tao ngộ, cũng phải có chén rượu nâng lên chia sẻ tâm tình. Nói chung, có 1001 lý do cho sự xuất hiện của chén rượu ngày xuân. Vậy nên, chi bằng ta rộng đường chỉ ra cho cánh đàn ông biết được cách cân bằng tửu lượng của mình để vui Tết mà vẫn khỏe, vẫn giữ được bản lĩnh của người đàn ông. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta hiểu rõ hơn về tác hại của rượu bia và cân bằng tửu lượng rượu bia là như thế nào nhé. Xin được chào bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp. Lâu nay thì người ta cứ hãy nhắc đến rượu bia, người ta chỉ nói đến tác hại thôi. Bây giờ thì mình làm ngược lại nhé, thử xem coi rượu bia chắc là nó cũng phải có một cái lợi gì đó phải không, thưa bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp? Nếu mà bia rượu không có một chút lợi ích nào thì chắc chắn người ta không uống nhiều đến như thế và không uống phổ biến trên toàn thế giới đến như thế. Cái lợi của bia rượu có lẽ rất nhiều người biết, đó chính là khi mà chúng ta uống bia rượu vừa phải, nó sẽ làm cho chúng ta ngon miệng hơn. Thứ hai, nó kích thích thần kinh trung ương, làm cho chúng ta vui vẻ hơn, sảng khoái hơn. Và đồng thời thì bia rượu nó cũng có một cái chức năng là nó kích thích tuần hoàn, nó làm cho tuần hoàn của chúng ta nhanh hơn. Và khi tuần hoàn nó nhanh hơn, hệ thống tuần hoàn tim đập nhanh hơn, máu đến tận tất cả các bộ phận của cơ thể, đặc biệt là tới ngoài da và dưới da, thì nó sẽ đem nhiều máu hơn và da rẻ chúng ta hồng hào hơn. Phụ nữ thì má hồng trông đẹp hơn, còn nam giới trông hồng hào hơn, cũng khỏe mạnh hơn. Vấn đề là nếu chúng ta uống bia rượu ở mức độ vừa phải, chắc chắn cũng có lợi cho sức khỏe và có lợi cho chúng ta về mặt tinh thần nữa. Vâng, như vậy thì một ít rượu bia nó cũng có cái hay hay, đặc biệt là trong những ngày xuân phải không, thưa bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp? Nhưng mà nếu mà mình nói ít, xem ra nhắc chừng về tửu lượng là sẽ có một cái sự phản ứng khá mạnh mẽ từ cánh đàn ông đây. Bởi vì người ta nói tửu lượng ở này là phải do sức khỏe quyết định. Không biết ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Chúng ta biết là cái tửu lượng của mỗi người thì có khác nhau. Nhưng mà cái chữ tửu lượng này nó sẽ căn cứ ở cái mức độ bao nhiêu gram cồn vào trong người thì gây say cho một người. Và say nghĩa là gì? Say nghĩa là cái lượng cồn ở trong máu nó lên đến cái mức độ mà nó qua khỏi giai đoạn kích thích thần kinh trung ương, nó đến giai đoạn là ức chế thần kinh trung ương và nó làm rối loạn chuyển hóa thì người ta mới say. Điều đó có nghĩa là tửu lượng của mỗi người thì khác nhau. Ở đây chúng ta biết là nam thì có tửu lượng cao hơn nữ. Lý do là thể trọng của người nam cao hơn người nữ. Điều đó có nghĩa là cái lượng tế bào và cái kích thước tế bào cũng như tốc độ hoạt động chuyển hóa của người nam cao hơn người nữ. Và nó giải thích tại sao người nam uống rượu nhiều hơn người nữ mới say. Còn nữ giới thì có một cái nhược điểm là cái men để tiêu hóa và chuyển hóa rượu đi của người nữ nó ít hơn người nam, do đó nữ dễ say hơn nam. Và giữa các người nam giới với nhau thì có những người cái ngưỡng chịu đựng của hệ thần kinh trung ương của họ với cái độ cồn, tức là với cái ethanol, là nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà uống nhiều quá thì nó cũng lên đô. Gặp như những người mà đô rượu quá cao thì làm sao mà mình biết được là lúc nào là ngà ngà sai? Cái cảm giác đó rất là khó mà đoán được. Nhưng mà bây giờ chúng ta không bàn đến cái chuyện là bao giờ thì sai,
mà chúng ta phải bàn đến cái việc là tới đâu thì gây tổn hại cho tế bào. Vì vậy là dù tiểu lượng khác nhau đến bao nhiêu thì cơ thể cũng chỉ chịu đựng được cái mức độ cồn ở trong máu tính theo gam giống như nhau. Như vậy là nam hay nữ, người say nhiều hay người say ít, người say nhanh hay người say chậm, luôn luôn đều bị ngộ độc tế bào, tổn thương tế bào do tác hại của việc sử dụng quá mức cái lượng cồn cho phép đối với mỗi cơ thể là giống nhau. Điều đó có nghĩa là dù say nhanh hay say chậm thì rõ ràng chúng ta cũng cần phải thấy là độc của tế bào nó không liên quan đến chuyện chúng ta say hay không say, mà nó liên quan đến cái lượng rượu chúng ta uống vào hàng ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cái chuẩn tối đa mà một người có thể dung nạp được trong một ngày mà không gây hại cho cơ thể là 4 đơn vị chuẩn cồn một ngày. 4 đơn vị chuẩn cồn này là cồn thực phẩm, tức là cồn uống được. Vậy chúng ta sẽ quy đổi nó ra các loại bia rượu như sau. Đối với bia, không quá 4 lon bia một ngày. Và 4 lon bia ở đây thì thật ra cái đơn vị của Y tế Thế giới là có 285ml thôi. Nhưng mà thật ra trên thị trường chúng ta thường thấy một cái lon bia, một cái chai bia thường thì nó có một cái thể tích là khoảng 330ml. Vậy chúng ta phải chú ý chưa đến 4 lon bia một ngày. Trong trường hợp chúng ta không uống bia mà chúng ta lại uống rượu mạnh thì chúng ta chỉ được phép uống 4 đơn vị này quy đổi ra là 120ml rượu mạnh một ngày. Trong trường hợp không uống rượu mạnh thì chúng ta sẽ có một lựa chọn khác là chúng ta uống rượu vang. Và 4 đơn vị chuẩn rượu vang nó sẽ tương đương với 480ml. Nhưng trong một tuần ít nhất phải có 2 ngày không được uống bia rượu. Thưa bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, bữa nay đã là ngày 30 Tết rồi, mâm cỗ nó cũng đã đặt lên bàn rồi. Như vậy thì mình đã nhắc chừng rồi thì xem ra thôi mình nhắc chừng luôn phải không ạ? Bác sĩ có thể cho biết nếu mình uống quá đà, mình uống quá nhiều rượu bia thì nó sẽ có những cái nguy hại gì ạ? Nếu chúng ta uống quá nhiều bia rượu và chúng ta uống nhiều trong một lần, cũng như là chúng ta uống ít trong một lần trong một ngày nhưng mà chúng ta uống kéo dài thì nó đều có tác hại. Chắc nguy hại đầu tiên ai cũng thấy đó chính là việc chúng ta không điều khiển được hành vi của cá nhân mình gây tai nạn giao thông rất nổi bật. Cái thứ hai là việc một số các bác sĩ hay trực ngày Tết thấy nhiều rõ lắm, đó chính là cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa do cái tác hại của bia rượu. Còn cái thứ ba ít người thấy đó chính là tình trạng suy của các cơ quan, các tế bào quan trọng trong cơ thể do cái tác động xấu của rượu lâu dài. Nói là nói vậy thôi, chứ hôm nay đã là 30 Tết rồi, cái gì cần sắm, cần mua cũng đã mua hết rồi. Nếu không tin, quý vị cứ kiểm tra xem trong danh mục mua sắm Tết thì rượu bia và đồ nhậu chắc vẫn là những mục được mua sắm khá nhiều. Giờ ta bàn đến một chuyện khác là lỡ uống rượu bia nhiều, rượu bia không chất lượng thì giải rượu có được không, bằng cách nào? Ban biên tập sức khỏe của bạn cũng săn lùng giùm quý vị một số món giải rượu truyền thống khá hấp dẫn đây. Món thứ nhất đó là món nước sắn dây và nước chanh dây. Nguyên liệu chúng ta gồm có đó là bột sắn dây, đường và chanh. Chúng ta sẽ sử dụng nguyên liệu bột sắn dây, trong vì trong sắn dây hay đông y thì có vị hàn, tính mát, vì thế có tác dụng lợi tiểu nên là giải độc rượu rất là hiệu quả. Rồi còn chanh thì sẽ có vị chua, có rất là nhiều axit, vì thế giải độc rượu rất là tốt. Và chúng ta sẽ chuẩn bị pha chế. Để cần pha chế một ly nước giải rượu, chúng ta sẽ dùng 150ml nước ấm. Chúng ta sẽ cho vào đây là 30g bột sắn dây, là khoảng 3 muỗng canh. Chúng ta sẽ dùng 15g đường. Rồi chúng ta sẽ vắt khoảng nửa vỏ chanh. Sau đó chúng ta sẽ quậy đều hỗn hợp lên. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được món nước giải rượu cho ngày Tết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang món thứ hai, đó là món canh thịt cà chua và khế. Để nguyên liệu chuẩn bị gồm có, chúng ta sẽ cần 100g thịt nạc thăn, 1 quả cà chua, 2 quả khế, rau răm, hành lá, đậu hành. Và gia vị đi kèm chúng ta sẽ có là bột nêm, muối và tiêu. Sau khi các nguyên liệu mình đã được sơ chế hết, giờ sẽ bắt đầu bước vào chế biến. Thì mình sẽ bắt nồi lên bếp, sau đó bắt bếp lên. Mình sẽ cho dầu vào. Mình sẽ cho
sau khi bỏ đậu hành vào phiên cho thơm hành lên, mình đã nêm mùi thơm rồi đó. Giờ mình sẽ cho cà chua vào. Mục đích mình sẽ cho cà chua vào đây là vì trong cà chua có rất là nhiều vitamin C, thì mình sẽ kết hợp với lại chất béo. Vì vậy thì cái lượng vitamin C sẽ được hấp thu trọn vẹn. Mình sẽ cho khoảng 150 đến 200 ml nước vào. Nước sôi, chúng ta sẽ cho cái phần thịt đã ướp gia vị lúc nãy vào trong nồi nước. Khi cho chúng ta sẽ khuấy đều lên. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cho phần khế của mình vào. Rồi sau khi đã cho khế vào, đợi nước sôi lên, mình nêm ít lại muối và cho ít rau nêm vào. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được hai món ăn giải rượu cho ngày Tết. Kính thưa quý khán giả, rượu bia thì cũng phải có kiểm chứng. Vậy thì những cái chất mà giải rượu bia cũng phải được kiểm chứng phải không ạ? À? Chúng ta đã xem clip ghi nhận rồi, chúng ta đã biết được hai cái món rất dễ làm để có thể giải được rượu rồi. Nhưng chúng ta hãy cùng kiểm chứng xem cái hiệu quả của vấn đề giải rượu này như thế nào nhé. Thưa bác sĩ Đồ Thị Ngọc Diệp, qua hai cái món mà mình vừa xem đó thì không biết nó có hiệu quả như thế nào, nó có công dụng ra sao trong vấn đề giải được rượu bia? Chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm đầu tiên đó là bột sắn dây. Thì cái bột sắn dây chúng ta pha nước như thế này thì nó sử dụng một cái vật liệu mà chúng ta biết đó chính là một cái dược phẩm đông dược là cắt căn. Thì cái chất này nó sẽ trung hòa bớt cái lượng cồn ở trong máu. Thứ hai là nó hút bớt cái lượng cồn, nó thấm bớt cái lượng cồn còn đang tồn đọng ở trong đường tiêu hóa để thải bớt cái lượng cồn đó ra khỏi cơ thể. Nhưng mà nó chỉ hỗ trợ một phần thôi. Đồng thời với cái món nước này thì nó còn có một cái vị là vị hàn, nó sẽ bình lại phản ứng sinh nhiệt của cơ thể sau khi uống bia rượu quá nhiều. Còn là món thứ hai là món mà chúng ta nhận thấy đây là một món chúng ta sẽ sử dụng nóng. Sử dụng nóng đây là một cái món canh gồm có một chút thịt nạc, một chút khế và một chút cà chua. Và xem xét các cái hoạt chất ở trong cái món này với cái lượng nước và lượng chất đạm thì nó sẽ giúp cho cái người bị say rượu mau chóng phục hồi lại cái cân bằng chuyển hóa ở trong cơ thể. Món canh này cung cấp chất đạm để cho người ta tăng được cái đường huyết lên. Nhưng mà chất đạm nó chuyển hóa chậm thì nó sẽ giúp cho cái việc mà duy trì cái thăng bằng đường huyết nó tốt hơn. Đồng thời thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái vị chua. Vị chua này thì nó sẽ làm cho cái người say rượu người ta dễ chịu hơn. Thưa bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, không biết là giải được rượu đây có đồng nghĩa với việc là giải được độc của rượu bia hay không? Chắc chắn là không. Thực ra các món ăn giã rượu chỉ giải quyết được một vấn đề là giúp cho cái người sau khi say rượu bớt mệt mỏi và giúp điều hòa một chút thôi, giúp thải bớt chất độc ra khỏi cơ thể nhanh hơn một chút thôi, chứ không thể nào đồng nghĩa với cái việc là cứ uống rượu đi, sử dụng các cái món này là không bị độc, không bị độc cho cơ thể, không bị độc cho tế bào. Bởi vì cái việc làm độc tế bào, độc cơ thể nó liên quan đến cái cồn ở trong rượu và nó không liên quan đến cái việc mà chúng ta trung hòa bằng các cái món ăn giã rượu. Có một cái rất là lạ, không hiểu sao là những người mà ngồi vào bàn nhậu thì thường người ta thích nhậu hơn là thích ăn. Không biết ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Đấy là một sai lầm. Cái việc mà chúng ta ngồi ở bàn nhậu chúng ta chỉ uống thôi là một sai lầm. Cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái thói quen, cái cách thức uống rượu của người Việt Nam với người châu Âu là người Việt Nam thứ nhất là 100% ngay đầu bữa rượu. Điều thứ hai là không ăn cái gì trong lúc uống rượu hoặc là ăn rất là ít. Và khi ăn thì thường chỉ kiếm những cái món rau gì đó mà nó chua chua thôi. Ăn sơ sơ, còn lại là uống. Thì đây là lý do tại sao người Việt Nam mau bị say hơn người châu Âu. Khi mà người châu Âu người ta uống rượu thì thông thường người ta hay khởi động bằng các cái món ăn có nhiều chất béo. Ví dụ họ ăn phô mai, họ ăn thịt xúc xích, họ ăn một số các cái món mà người ta làm sẵn nó có nhiều mỡ. Sau đó người ta uống rượu thì người ta ít khi uống rượu mạnh lắm, người ta uống rượu vang thôi. Và khi uống rượu vang người ta cũng uống từ từ. Vì vậy là người ta rất ít khi bị say và người ta cũng không bị ngộ độc rượu. Và cái sự độc trong tế bào của cơ thể, cái người mà uống rượu mà bụng no thì nó ít hơn rất là nhiều so với người uống rượu bụng đói. Điều đó có thể tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là nếu chúng ta uống rượu bụng đói, bụng trống thì cái lượng ethanol nó hấp thu vào máu rất là nhanh. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách uống rượu.
chúng ta đừng nói là tại anh em người ta uống như vậy nên tôi cũng uống như vậy. Chúng ta phải thay đổi cách thì chúng ta sẽ thưởng thức được bia rượu, thưởng thức được món ăn ngày Tết. Dân xin được cảm ơn bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp với những thông tin đã chia sẻ trong chương trình Sức khỏe của bạn đặc biệt hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.